chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Bây giờ mình lại đi theo chiếc xe công nông chở một mình gạch kia đến công trình trong thôn xóm các bạn nhé. Các bạn hãy cùng tôi đi theo chiếc xe này để chứng kiến những pha đổ ben vô cùng đẹp mắt và thú vị nhá. Ở quê mình thì những chiếc xe công nông tự chế một khối này thì rất nhiều. Nó giúp ích cho những người nông dân, nó giảm được cái giá thành vận chuyển. Thì mỗi một chuyến chở một khối gạch này thì bác tài xế chỉ được có 40.000 thôi các bạn nhá. Trong khi đó phải đầu tư chiếc xe công nông, tiền xăng dầu và công vận chuyển. Đó là cái giá thành nó cũng khá là rẻ. Mình lại phải lùi ra. Khá là chật hẹp, trong khi đó hai chiếc xe đang tránh nhau các bạn nhé. Lùi sâu đấy à sếp. Đây các bạn có thể thấy công trình ở tít tận trong này. Bây giờ phải đi vào xem đổ ở chỗ nào đã. Xe máy ra coi. Bây giờ chui vào trong ngõ này là rất khó nhá. Bây giờ phải dọn cái địa bàn này đi đã.
biết pha này lùi vào có khó không? Trước khi đổ ven phải buộc cái pallet đỡ gạch vào cạnh thùng các bạn nhé, để lát nữa thì nó sẽ giữ lại ở trên không bị lẫn vào đống gạch. Nếu mình không buộc lại thì nhiều khi là nó không rơi ra mà nó lại gạch nó đè lên nên là rất vất vả để moi nó ra. Ôi ôi bốc đầu rồi. Rồi rồi là pha bốc đầu và thoát tim các bạn nhé. Vẫn còn gạch ơi. Pallet buộc vào kia thì cấm chạy. Và làm chén nước chè chứ sếp. Thôi em chạy đây. Em chạy về đi làm đây. Muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Vừa rồi là pha đổ ven vô cùng đẹp mắt. Và pha bẻ lái trong ngõ hẹp. Các bạn hãy đăng ký kênh này, chia sẻ ủng hộ cho kênh channel của mình nhá. Mình xin kết thúc video đây. Rất cảm ơn các bạn đã xem video.